Xin chào bạn. Hôm nay Hà Lát sẽ giới thiệu bạn một sản phẩm Dell Inspiron thuộc phân khúc 14 inch. Đây là sản phẩm 7472. Một sản phẩm thuộc phân khúc dành cho các doanh nhân business và các khách hàng ưa di chuyển và nhất là khách hàng thường đi gặp gỡ khách hàng. Một sản phẩm với thiết kế rất sang trọng, vỏ nhôm, đặc biệt đang được giảm giá 2 triệu đồng nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Bây giờ mình sẽ giới thiệu và sẽ cho bạn biết những điểm nổi bật cho sản phẩm Dell Inspiron 7472 này. Về thiết kế của sản phẩm Dell 7472, đối chất liệu vỏ làm hoàn toàn bằng nhôm và bộ khung bên trong là bằng hợp kim magie. Chất lượng chất liệu được làm trên các sản phẩm của ThinkPad rất là bền. Ngoài ra điểm nhấn của sản phẩm này chính là cái viền màn hình. Thiết kế viền màn hình rất là mỏng, giống như dòng Dell XPS 13 và 5 dòng cao cấp. Nên là kích thước của sản phẩm này chỉ ngang các sản phẩm 13,3 inch thông thường, nhưng màn hình hiển thị thực tế nó là 14 inch. Và với trọng lượng là 1,5 kg, rất tiện cho những khách hàng hay di chuyển với công việc cần di chuyển nhiều. Và cái thiết kế nhôm cũng rất là sang trọng, các bạn đi gặp khách hàng rất là thoải mái và phù hợp. Mình sẽ giới thiệu qua một chút về cấu hình của sản phẩm Dell Inspiron 7472. Sản phẩm sở hữu CPU là Core i5-8250U, CPU thế hệ thứ 8, những được là một trong những thế hệ đột phá của dòng Intel, với bộ xử lý là 4x8 luôn, có tốc độ xử lý rất là cao so với những dòng thế hệ CPU thế hệ thứ 7. Ngoài ra đó là 7472 còn sở hữu RAM 8GB DDR4, ổ cứng SSD 256GB, là một dung lượng ổ cứng vừa phù hợp với các bạn có thể lưu trữ như văn phòng, và đặc biệt là tốc độ rất là nhanh, khác biệt hoàn toàn so với những ổ HD cũ. Tiếp đến là sở hữu màn hình 14 inch và độ phân giải của nó là Full HD với công nghệ màn True Light có tấm nền IPS chống chói và cho thấy góc nhìn rất là rộng. Ok, đó là tổng quan về một số những cái điểm về cấu hình. Một số công nghệ nổi bật trên sản phẩm này đó là mang tính giải trí, đó là có cái công nghệ loa Waymark Audio Pro, đó cho âm thanh rất là cao và âm thanh vòm hai bên, thuận tiện trong quá trình giải trí nghe nhạc, xem phim với nhà. Camera của nó cũng thiết kế ở dưới mặt dưới của máy, cạnh dưới của máy đó, giống với những dòng XPS 13, 15, bởi vì cái viền của nó làm mỏng ở phía trên nên là cái cam được đưa xuống bên dưới, với độ phân giải của nó là HD. Đó là một số cái về cấu hình và công nghệ nổi bật trên sản phẩm này. Bây giờ mình giới thiệu một số những chuẩn kết nối cần có trong công việc và được trang bị trên sản phẩm Dell Inspiron 7472. Bên cạnh phải của máy được trang bị một giắc nguồn, một cổng LAN, một sản phẩm khá mỏng nhưng trang bị một cổng LAN với công nghệ một cái lẫy ra. Đó, các bạn cũng thường thấy hơn ở những dòng Asus, và một cổng HDMI xuất hình ảnh phục vụ quá trình chỉnh chiếu, và hai cổng USB, một cổng jack audio. Phía trước là một chỉ tín hiệu đèn báo pin. Ở cạnh bên phải của máy được trang bị một khe cắm thẻ nhớ SD, một cổng USB và một khe cắm quai capacitor. Phía mặt sau của nó làm rất là phẳng, không có cổng kết nối gì khác. Một điểm rất là hay trên sản phẩm này đó là cái cạnh của mặt màn hình được gia công CNC với những vết cắt nên tạo được cái độ bóng, độ sáng khi các bạn sử dụng. Đó, gia công rất là hoàn thiện, cảm giác không sờ không bị cấn, mà mang đến một cảm giác sản phẩm chất lượng rất là cao. Về phía mặt sau đó là một dãy tản nhiệt rất tốt, tránh quá trình nóng, và hai cái gờ cao su tránh trượt khi các bạn sử dụng trên mặt bàn, và cũng để giúp tản nhiệt tốt hơn cho máy. Rồi, đó là những cổng kết nối. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sâu hơn một chút về cái màn hình của sản phẩm này. Với kích thước màn hình hiển thị thực đó là 14 inch với độ phân giải là Full HD. Và điểm nổi bật đó là chính là cái việc thiết kế cái viền màn hình theo công nghệ Infinity của Dell, giúp giảm cái diện tích của máy, nhưng cái kích thước hiển thị màn hình vẫn là 14 inch, và kích thước tổng thể của máy sẽ giảm xuống chỉ ngang với những sản phẩm 13,3 inch thông thường. Và cái camera được đưa xuống dưới. Và công nghệ trên màn hình này đó là công nghệ True Light và tấm nền IPS,
giúp chống chói trong quá trình sử dụng ở những ngoài trời, và cho góc nhìn rộng. Các bạn có thể nhiều người nhiều lúc và những góc nhìn rộng khác nhau. Bàn phím của sản phẩm này cũng được thiết kế khá là tốt với độ nảy và hành trình phím phù hợp với các bạn sử dụng với việc gõ phím nhiều. Đó là tổng quan về thiết kế và cấu hình của sản phẩm này. Sản phẩm Dell Inspiron 7472 đã được khuyến mại 2 triệu đồng tại Hà Nội Lab trong quá trình đầu xuân. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng đến hết ngày 28 tháng 2. Với số lượng có hạn, các bạn nhanh tay đến Hà Nội Lab để sử dụng ngay một sản phẩm hết sức tuyệt vời và được tặng ngay 2 triệu đồng khi mua sản phẩm này. Dell Inspiron 7472. Xin cảm ơn.